Chào tất cả các anh chị, có gì cho bác yêu hoa lan rừng trên cả nước nhé. Cái buổi sáng nay em lên cho các bác một số vài mặt hàng và bao chuẩn hàng rừng của Buôn Đôn luôn. Tuần hôm nay em bán rất là rẻ, rất là yêu thì cái chốt nha. Nó mấy cây như thế này các bác mang về dưỡng cây thì cái lá nó nở căng nhìn rất là đẹp, hơn cả mùa mưa luôn đấy các bác nha. Nó mùa mưa mấy cây như thế này một cây đã 100k rồi, mùa này thì nó cực kỳ rẻ luôn. Đây, nó rẻ lắm. 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6, 7. 7 cây như thế này. Đó, các bác mang về chăm sóc lá nó nở mà nó xanh mà cực kỳ đẹp. Lá dày nữa, có giá là 200k. Đây là hình số 1 nha. Sang hình số 2. Hình số 2 là hàng rời. 1 cây này. 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cây. Rất là nhiều, 16 cây này 200k. Đây là lô số 2 nha. Lô số 3. Lô số 3 nguyên bản tiếp theo một gốc 3, 4 cây luôn này. Nó nhìn nó héo héo vậy thôi, nhưng mà về tưới nước là nó đẹp lại các bác nha. Đó, combo nhá. Lúc thứ 3 này, lúc thứ 4 này, cả trâu cả nhạn nha. Lúc thứ 5 bác nào mà thích chơi trâu mà không được chơi nhạn thì lấy đơn này. Lúc thứ 6 này, lúc thứ 7 này, lúc thứ 8 này, lúc thứ 9 này, thứ 10, 11, 12, khúc 2 cây, 3 cây có hết. 13, 13 khúc này 200k, rất là nhiều. Đây là hình số 3. Hình số 4 là hoàng nhạn, nguyên bản chung chung. 1 cây, là mít luôn đấy. 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, 6. 6 cây này bắt đầu chốt đơn này em để giá là 200k. Đây là hình 4, hình 5 là đơn to. 1 cây này. Cây to này nói chung là nó bị gãy siêu lá này thôi, nhưng mà chẳng sao đâu, về nó cũng bình thường nha các anh chị. Trồng lại nó sẽ bình thường thôi. 2 cây này, 3 cây này, 4 cây. 4 cây này có giá 200k. Đây là hình 5. Đây là hình 6. Châu nguyên bản toàn cây to. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này và 5 cây. 5 cây này có giá là 200k. Đây là hình số 6 nhá. 5 cây có giá 200k này. Mình chốt đơn số 6 cho em này. Đó, đơn số 6. Đơn số 7, 1 cây, 2 cây toàn cây to luôn, 3 cây. Một góc 2 cây to này luôn, 4, 5 cây, 200k. Đây là hình 7. Hình 8, 1 cây này, một gốc 2 cây này, gốc này toàn là mít ngắn thôi. Gốc thứ 3, gốc thứ 4, gốc thứ 5, gốc thứ 6, gốc thứ 7 này, đó 200k. Đến hình 8, hình 9, 2 gốc to, một gốc 2 cây nhé các anh chị nhé. Một gốc 2 cây này, gốc thứ 2 này cây to, đơn này đơn to 200k. Và hình 10, combo tiếp theo này, hình 10 này. 1 cây, 2 cây này. Cây này kèm cây hải âu nha. 2 cây này rất là đẹp. 3 cây, 4 cây, cây nhạn rất là to luôn. 5 cây và 6 cây. 6 cây đây này đơn to combo 200k. Hình 11 là hình cuối cùng, đơn cho rời cuối cùng nha. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây. 18 cây này 200k, đây là hình 11, là hình cuối cùng. Và phiên sáng nay em có một số mặt hàng đấy. Các anh chị mà chốt đơn nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em chào toàn thể các bác, chúc bác một ngày mới vui vẻ nha.